Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn của mình có phá game đầu tiên nha. Let's go. Ok, đây là một tựa game mình sẽ hóa thân là một chàng thám tử. Let's go. Wow, xuất hiện ra anh ta đang cặp bồ. Let's go. Tiến lại gần nào. Bật điện hay là mở cửa sổ? Mở cửa sổ đi. Wow, ok. Vợ thì rất xinh, nhưng lại cặp một cặp bồ một con làng hơi béo một chút. Rồi, nè tiếp. Cái loa đây. Một con mèo. Đây là một đôi guốc. Và trong cái tủ này thì theo mình nghĩ nếu mà đôi guốc này thì nó sẽ gọi là hơi nghi vấn. Theo mình sẽ cho con chuột vào. Wow, đúng rồi. Một cô nàng rất là béo ụ. Let's tiếp tục nào, level 4. Một anh chàng cảnh sát. Mình sẽ chui xuống góc. Ok. Và đây là gì? Dập lửa. Hãy mở cửa sổ. Thân cây đi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo. Shockwave số phẩy. Let's go. Back to the Okay, let's go. See. Thank you.
Chết chết, ở đấy mà mình không xuống nhanh sẽ chết ngay. Wow, ok, let's go. Thôi rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, xe vào dưới gân. Let's go. Một chú kiều. Chú kiều không biết có ăn cà rốt không. Thôi mình sẽ chọn cái điện thoại. Wow. Thôi rồi. Thế thì lại phải dùng cà rốt thôi. Cà rốt này. Ok, let's go. Không hiểu sao chúng ta lại ăn được cà rốt nhỉ. Mình cũng không tìm hiểu qua cái con vật này như sao lắm. What so I eat to yeah. Ok, let's go. Wow. Vẫn thua. Rồi, mình sẽ phải đợi lâu thay. Cà rốt này. Sau đó thì xe đến cái này. Ok, let's go. Một con rắn. Chuông. Wow. Đội mũ vẫn chết. Rồi, mình sẽ phải lấy cái này. Nhiều lúc nó trôn rất là buồn cười. Nhiều lúc không thể đoán ra được các bạn. Ok. Next. Story Community. Một anh chàng là... Mình sẽ phải dùng chiếc túi hay cái gì đây. Túi đi. Oh my gosh. Thế thì phải dùng cái này thôi. Ở đây thì có những cái đó mà sao mình không để ý cả. Đây là nước này. Trái bóng. Và cái này. Bóng xem nào. Oh, thắng rồi. Ok, let's go. Mở cửa. Vẫn chưa mở cửa. Ok. Let's. Wow, rơi từ trên xuống. Cái túi như cái chổi đây. Chổi đi. Đập chim. Một con đại bàng. What? Mình tưởng chim đại bàng lại thích ăn chứ ăn thịt chứ nhở. Ai ngờ lại phải dùng tên lửa. Ok, let's go.
Rồi, tên lửa. Một người ngoài hành tinh. Oh my gosh. Rồi, mình sẽ dùng cái này. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Bút chùm ao. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ phải tìm cách. Rồi, thả rơi xuống trước này. Rồi, cho anh thằng này thôi. Rồi, bắt đầu với thả này xuống. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Pixel One 3D. Ok, let's go. Và mình sẽ đợi vào game. Game này bắt mình phải đọc hết tất cả những thứ này. Ok, không sao, mình sẽ đọc thôi. Even cheese, green cheese, small cheese, the cheese even has been worse. Green cheese, update. Ok. Can. Mình vào ôm map mà không được à? Ok, let's go. Team 5, Nuclear City. Các bạn phải đợi đủ người thì bắt đầu mới vào được. Có vẻ từ game này mới update xong.
Ok, let's go. Rồi. Rồi, mình xem đạn ở đây. Hết máu rồi. Tìm xung quanh đây có máu không? Ồ, một anh chàng đang ở đây. Oh my gosh, người ta nhảy xuống lúc nào không biết nữa. Trung Quốc rồi, chắc là Việt Nam đấu với Trung Quốc rồi. Giáp về rồi, ngon. Rồi, có cả đạn đây. Nếu có tí máu thì ngon nữa. Giờ Trung Quốc đấu với Việt Nam rồi. Okay, let's go. Đâu rồi? Đây rồi. Cậu ta rất là khỏe luôn, chỉ có mình chết. Ok, let's go. Rồi, thắng rồi, victory, MVP. Wow, mình MVP luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thế tiếp theo, Sleeper Bade. Sleeper Bade, Assassin. Sotoski. Các bạn phải dùng cái này cày để cày tiền, sau đó thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ cấp cao hơn. Ok, một anh chàng đeo tay nghe. Đây rồi. Vì đây vẫn chưa đủ để các bạn làm nhiệm vụ. Ok, tiếp tục thôi. Đi kiếm tiền bằng giết những cái mà người mình cần phải giết thôi. Kiếm thật nhiều tiền, sau đó thì mình sẽ update đây. Ok, let's go. Một anh chàng đội mũ màu xanh. Không phải. Anh ta đây rồi. Vào tay phone trước.
Ok. Tưởng là nấp đâu nhưng ngay đây thì không, thì chắc chắn là mình sẽ tìm thấy luôn. Rồi, và mình sẽ tìm lốt một người nữa. Một anh sang da đen và mặc áo khoác đeo ba lô. Đây rồi. Chúng mũi ở trên luôn. Sợ thật, có đấy mình tưởng sẩy rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. First time, let's go. Classic Cross Finish Night 5 Villa. Đây là một thành phố rất là đẹp. Không biết thành phố này ở đâu. Rồi đua thôi. Ok, ăn này nào. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục chạy thật là nhanh. Đâm thẳng vào đây. Ok. Các bạn vừa đua đây và vừa thể nhìn ở đây. Về đích rồi. Ồ, vẫn chưa về. Còn lần nữa các bạn. Ok, let's go. Đây rồi, đích vẫn là đây cơ mà. Ủa, họ gần đuổi nó hơn mình. Wow, à, họ đang ở ngược lại hướng đi. Cách mình rất là xa luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Earthfresh Live, let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Cái cách chơi của Earthfresh 9 này thì nó khác cách chơi của Earthfresh 8. Earthfresh 8 thì là cách chơi của nó thì các bạn phải chủ động hoàn toàn. Còn cái Alfred 9 này thì nó kéo ga sẵn rồi. Và các bạn chỉ cần có phanh và các bạn gạt sang bên phải bên trái thôi thì nó sẽ thành công. Có vẻ tựa game này vào hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi nhá. Ok, play.
Let's go. Ok, let's go. Rất là khỏe luôn. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.